Hello mọi người, welcome to my vlog. Ngày hôm nay thì tụi mình sẽ đi Hồ Tràm. Và bây giờ Lindsay đang ở bus station. Đây là chiếc xe bus mà mình sẽ đi. Lần này tụi mình sẽ đi resort Ixora. Hello chị Gấu. Hi. Cuối cùng mình đã đúng giờ lên xe rồi. Let's go. Bé Dương, Dương đi cùng mình. Phải con ong không nhỉ? Ê, nó là con gì vậy? Con ong, con gì vậy? Em không biết nữa. Làm giờ làm sao? Cái hàng này cũng không ai rồi. Nhưng mà anh xử lý xong rồi. Dạ, không sao. Đây này có bánh bao 20 ngàn. 20 ngàn. Trời ơi, tao coi mà tao tức luôn á. Quá trời tức, để coi tao có kiếm muối hay mày nói không? Được một miếng chú muối đây nhé. Thôi cũng được. Ăn tạm, ok ok. Còn mình đã mua một đống bánh tráng rồi mọi người. Đây là hai cái bánh của tụi mình. Xin mời. Hai cái bánh còn 20 ngàn. Phải nhấn mạnh lại là phải nhấn mạnh. Mình đã đến nơi. Đây là sảnh. Ở bên đây có một chiếc cà phê nhỏ nhỏ. Wow, view đẹp quá nè. Thì mình sẽ ở đây 3 ngày 2 đêm. Bây giờ tụi mình đang đi check in phòng. Wow, ở bên kia có chỗ đậu trực thăng kìa mọi người. Hello, welcome. Welcome mọi người, đây là phòng của Lindsay ở Ixora Hồ Tràm. Và đây là một chiếc bếp rất là dễ thương. Ở đây chị thích cái màu pastel blue, màu xanh này rất là xinh. Mà mình không biết là mình có nấu gì ở đây không. Ở đây có một chiếc tủ lạnh. Có sẵn Coca, Sprite, Fanta. Mọi người uống gì? Mọi người uống gì? Chị không có rượu. Ở dưới đây thì có cục đá. Nhưng mà không có đá. Ở bên đây là không có gì hết. Một chiếc tủ để mình để đồ. Dưới đây là tủ để giày. Wow, căn này giống như một căn hộ mini mà ở ngoài biển vậy đó mọi người. Rất là dễ thương. Ở đây thì mình có sẵn trái cây. Welcome dear Lindsay, warm welcome to Ixora Hồ Tràm by Fusion. We wish you a pleasant stay with us. Sweet. Và đây là một dấu chấm hỏi rất lớn của mình không biết để đây để làm gì. Dấu hiệu cho chị á. Bạn nào cũng dễ thương. Ở đây thì có một chiếc sofa, phòng khách, có tivi để xem. Và ở ngoài này là mình có một chiếc view rất là đẹp. Mở đâu nhỉ? Tự nhiên ở đây. Mọi người nhà mới nên là hơi lộng cộng. Không được. Ý là cũng không phải nhà em luôn, em cũng không biết nha. Anyway, mọi người có thể nắm view từ trong này. Tại vì mình không mở được cửa. Mình không biết tại sao nó cứng như vậy. Bỏ đi. Ở đây là phòng ngủ của mình. View nhìn ra biển. Buổi sáng mình thức dậy và mình sẽ nhìn ra khung cảnh này. Yeah, đẹp quá, đẹp quá. Ở bên đây là restroom, phòng tắm. Và mình còn một chiếc phòng ngủ nhỏ nữa. Mọi người ơi, vô quay được không? Welcome to my room. Rồi chị gấu lưng thưa đi.
Giới thiệu với mọi người, ở trong đây nó chỉ có hai cái giường đơn thôi và một cái tivi không có xem được cái gì hết. Ủa vậy hả? Chúng ta chỉ có thể xem được menu thịt đơn nè, mọi người muốn ăn gì nè. Đó, nó chỉ có như vậy thôi. Nào, đây là chúng ta nữa, chúng ta sẽ xem coi nữa chúng ta sẽ ăn gì nào. Đấy, phòng của mình nó chỉ như vậy thôi mọi người ạ. Đây, ở bên đây là tủ quần áo. Đây chỉ là một cái tủ bé bé xinh xinh mà để đủ mọi thứ. Xong rồi đây là toilet riêng của hai chị tớ. Này, đây sẽ là hai chị tớ. Yes, rất là đẹp. Ok. Ê, toilet của chị có cái bàn công luôn kìa. Ủa, bên đây không có hả? Có luôn hả? Ủa, xịn vậy. Mình cũng có bàn cân kìa mọi người. Nhưng mà mình sẽ kiểm soát calories mình ăn tại đây. Chị tắt không? Chị tắt không? Mình thấy là từ lúc mình vào sảnh cho tới lúc mình vào nhà rồi mình vào phòng là mình thấy khắp nơi đều có đồ ăn. Ngay cả tivi cũng show thực đơn đồ ăn. Thì mình nghĩ là ở đây mình sẽ ăn rất nhiều. Hay mà này đang làm những gì? À, chị đang thấy đẹp rồi đó. Chị đang làm gì hả? Chị đây là cái giường đặc biệt dành cho chị nha. Cho bé này. Ôi trời ơi. Cái này nó kiên kiều quá. Ủa, nó vừa cái đó. Không có vừa, chị hơi dài. Em là vừa luôn, nó bé. Thôi khỏi đường đất ha. Ok. Mình, nếu mà mình mở cửa ra thì mình vui lòng đóng cái cửa chính lại. Không cho nó sập. À, dạ ok. Cảm ơn anh. Không khóa gì. Dạ. Wow, tiện quá hả? Wow. Wow. Dạ, em cảm ơn. À, cái hút mùi. Oh, ồ, nóng nice. Đúng không? Microwave với là nướng chung luôn á. Ăn trái cây trước đi chị. Trước khi mình ăn đồ ăn, mình ăn trái cây là nó sẽ tốt cho ba tử đó. Tốt cho tiêu hóa. Bây giờ tụi mình đang ở nhà hàng. Nhà hàng rộng quá nè. Ngồi đây cũng xinh nè. Mà em nghĩ là ngồi cửa sổ thì chụp hình đẹp hơn. À ok. Mình được xếp sẵn bàn rồi, khỏi chậm. Oh wow, xinh quá xinh quá. Sao? Chị thấy ổn không? Ok, chị ngồi đây với em đi, để mình chụp hình chung với nhau. Có phải bên nào? Bên này. Rồi mình phải qua đây ngồi. Ánh sáng. Đúng không? Dạ. Nếu mà ánh sáng bên này, em chụp ra đây thì nó sẽ bị ngược sáng. Đi ăn đúng với, đi ăn với influencer kiểu. Ok, chị cảm ơn nha. Chị đó chỉ là đang lựa coi là mình ngồi bên nào. Đây nè, lấy lựa chụp mình quay á. Ví dụ quay đây nè thì góc mặt ở đây nó sẽ sáng hơn. Ok chị, ok. Bây giờ nó là mùa xuân, cái này là khô lộn, khô lộn chiên giòn sốt trứng muối ạ. Ăn thử không chị? Ok. Ở bên dưới của nó sẽ đi kèm cho mình là gỏi đu đủ và đậu hũ, cà rốt và đằng tay. Ok. Đây là hàu, bên này là hàu đúc lò phô mai, đây là nướng mỡ hành, còn đây là salad tôm với bơ và đây là cơm trộn Hàn Quốc. Xin mời. Món khô lộn này ngon nè. Bây giờ tụi mình đang đi ra hồ bơi. Hồ bơi thì sẽ nằm ở kế bên biển. Hello, hello. Đây là outfit. Đây là bộ đồ bơi của mình. Ủa, hình như đây là spa. Ủa, đường này đi ra spa. Ê, đẹp quá nhỏ. Wow, chỗ này đẹp quá mọi người. Wow, spa đẹp quá này mọi người. Đây là spa nè. Là mình đi đường này thì sẽ ra hồ bơi chính và biển. Đẹp quá, ngày mai mình sẽ ra đây chụp hình. Wow, khu này xinh lắm nè mọi người. Đây là mấy cái villa 2 phòng ngủ.
Yay, mình đã đến hồ bơi. Kiếm chỗ ngồi. Wow, đẹp quá à. So chill. Wow, lát nữa mình sẽ ra đây chụp hình. Ý, có phao nè. Có phao con hạc nè. Oh, wow. Chỗ này lý tưởng quá nha. Ê, chỗ này lý tưởng quá nè. Chụp kiểu ngồi chiêu chiêu uống nước. Lần này mình mang Crocs cho đỡ bị dính nước. Xin ông mọi người cho mình mới mua nè. Giờ Lindsay mới biết là mình có thể gắn nơ ở hai bên như thế này rất là xinh. Chân. So cute. My tears like rain run down the window. I repeat your name. Losing no wisdom. Gấu đang chụp. Wow, so chill. Chill lắm luôn á mọi người. Ủa, ở đây có cái ván để lướt sóng nữa nè. Buổi tối lên đèn đẹp quá nè mọi người. Bây giờ tụi mình sẽ đi về phòng tắm và thay đồ. Sau đó tụi mình sẽ nghỉ ngơi và ăn tối một chút. Tại vì buổi chiều tụi mình ăn cái dốc đó nó hơi ngang ngang nên bây giờ cũng hơi đói đói. Wow, chill quá, chill quá. Ồ, có con cá nè. Chị muốn kho tiêu hay chim lạc? Em ác quá. Ồ, thấy vẻ đẹp chim sa cá lạnh không? Hello, bây giờ tụi mình đang ở nhà hàng buổi chiều để ăn tối. Tụi mình sẽ ăn món này. Mình đã có món súp bí đỏ trước. Đây là món mì Ý tôm. Wow. Đây là món cá bớp nướng lá sen. Ngon quá. Trời ơi, xịn thế. Wow. Và đây là phần ăn của mình. Đây là món rib eye. Bon appetit. Tụi mình đã ăn xong, no xỉu luôn. Bây giờ thì Lindsay đang ngồi chill ở phòng khách. Hay bạn kia đang nói về chủ đề gì vậy? Bây giờ thì mình sẽ ngồi chill ở phòng khách cho đến lúc mình cảm thấy đỡ no hơn thì mình sẽ đi ngủ. Ngày đầu tiên của mình ở đây thì mình khá là enjoy. Mình rất là thích phong cảnh ở đây, rất là đẹp. Hồ bơi cũng rất là xịn. Đặc biệt là các bạn nhân viên phục vụ rất là tận tình luôn. Mình cũng thích cái căn phòng này bởi vì nó khá là ấm cúng. Ok, see you tomorrow. Good night. Good morning mọi người. Bây giờ mình đã make up, thay đồ để chuẩn bị đi xuống biển. Wow, bây giờ đang nắng quá nè. It's a good day. Ở biển mà hôm nay có xe cẩu gì nè, chắc mình chụp ở bên phía đó hả?
nè mọi người. Trời ơi mọi người, mình vừa mới đi ngang qua cái xe cẩu, thật là đáng sợ. Oh my gosh. Thường mình đi biển lên á là mình sẽ có một cái vòi như thế này nè mọi người, để mình có thể xối sơ qua cho nó không có bị dính cát hết. Xong rồi mình đi vào resort thì nó sẽ sạch sẽ hơn. À, ban ngày thật là chill. Resort đẹp quá nè. Bây giờ tụi mình qua nhà hàng Lemongrass để ăn sáng. Ở đây thì mình có quầy trứng nè. Bình thường thì Lindsay sẽ thích ăn omelette trứng cuộn. Mình thích sữa chua không đường nên là bây giờ mình lấy thêm sữa chua không đường và thêm trái cây và một chút hạt. Mình sẽ lấy luôn một lần đồ ăn. Ok, và đây là bữa sáng của mình. Và đi cà phê. Bây giờ thì mình đang ở bên The Grand Hồ Tràm, ở kế bên Isora luôn á mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ chill ở bên đây. Cảnh rất là đẹp. Mình đã chuẩn bị máy quay, máy chụp. Wow, trời ơi, view này đỉnh nhỉ. Wow, thiệt là chuyên nghiệp. Tụi mình đã order mấy trái dừa. Chiu chiu chiu. Thật quá. Hello. Bây giờ mình đang mặc một bộ đồ nerdy. Nerdy. Mình sẽ mix với bikini ở trong. Và set này cover ở ngoài. À, cho em qua bên kia luôn được không? Dạ đúng rồi. Yeah, mình mới thuê con này 250.000 một giờ để mình chụp hình. Ok, cảm ơn anh. Dương ơi, cứu chị. Cứu chị ơi. Nó trôi. Ok. Rồi má đi xa quá là con không biết làm sao đâu nha má. Đứng lên. Tự treo số phận của mình đi. Cố lên, sắp được rồi đó. Chịu, em chịu ý. Cô chị ơi. Cô chị ơi. Gọi ly rượu uống với mày. It goes on and on and on and on and on. It goes on and on and on.
giờ mình đã về phòng. Và một điều nữa Lindsay muốn chia sẻ với mọi người là ngày hôm nay nắng rất là đẹp, trộm vía. Mấy ngày trước là trời âm u, mưa, mà ngày hôm nay nắng đẹp ghê. Ok, đó, bây giờ thì mình đang make up. Chị Gấu ơi. Hả? Chị Gấu. Cho chị mệt hả? Chị mới đi. Chị chụp được những gì? Hồi nãy chị có chụp với con Kỳ Lân không? Không có kịp. Chị quá mệt. Trời ơi, sao mày bội vã đi về để còn mình thay đồ đi chụp tối nè. Để chị em theo cái này cho mình phơ phê. Hello. Em đang phải make up lại. Thì sao chị giờ đi nó trôi nè, nó trôi. Chị cũng chuẩn bị là đi tắm. Ok. Trời ơi, coi nó. Đi tắm sơ qua. Ok, cái thắt lắp lại. Em xin nha. Lâu lắm rồi mình không làm video makeup nhỉ. Hình như lâu lắm rồi mình không làm video. Hôm nay tự nhiên mình mới mọc cục mụn. Rất là vui duyên. Mình siêu thích cái chì kẽm mắt này của Shu Uemura. Là cái cây này mình xài nó cũng ngắn gần hết rồi nè. Em sẽ cần thêm một cây nữa, màu nhạt hơn và nó nâu đỏ hơn một chút, hợp với màu tóc của mình. Nhưng mà thôi, bây giờ mình xài cây này. Gần đây thì Lindsay rất là thích cái bảng màu mắt này của Innisfree. Màu rất là xinh. Chụp flash nên Lindsay sẽ dùng màu bling bling trong makeup. Bây giờ mình sẽ làm tóc. Tóc này mình xả ra nó sẽ có độ gợn nhẹ. Chưa đánh son. Sẽ kẹp như thế này để tóc giữ nét lâu hơn. Cũng tạ lắm. Hôm nay tao bị mệt, tao không được ăn, tao phải uống chứ. Không nghĩ là không. Chứ bình thường tao không có uống nước ngọt luôn á. Ủa vậy hả? Ừ. Outfit check. Yay. Cái đầm này nó hơi dài. Ok, mình đã ra tới biển rồi nè. Wow. Giờ này nắng chiều chụp sẽ đẹp. Rồi 2-3 bước tới nè. Mọi người ơi, mình vừa mới chụp một bộ hình với sunset. Và bây giờ trời tối rồi nên là bé Dương đang cầm hai cái flash để quay vlog cho mình. Wow, thank you. Wow, mọi người coi nè, buổi tối ở đây chill quá. Mình đang đi ra hồ bơi để mình xịt nước. Bây giờ người mình toàn là cát không à. Nếu mà mình đi về phòng bây giờ là phòng của mình sẽ toàn cát không luôn. Nên là mình phải đi ra cái chỗ vòi xịt ở ngoài hồ bơi á, để mình xả nước. Bây giờ mình đang ở nhà hàng Bistro ở The Grand. Medium rare. Mình sẽ ăn cái này. Mình đã có appetizer. Đây là món đầu tiên, gan ngỗng. Đây là món xích bắp và nghêu. Máy ảnh của mình hết pin nên là bây giờ mình đang quay bằng điện thoại. Đây là món chính, món bào. Wow, siêu ngon. Cái miếng này là tôm hùm nè. Đây là món tráng miệng của mình. Món của chị Gấu là tiramisu. Cookie mixture. Good morning, hôm nay là ngày cuối rồi và đây là chiếc outfit mà bây giờ mình sẽ đi chụp. Ngày hôm nay mình mới mang đôi giày cao này, bình thường là mình sẽ mang đôi Crocs cho nó tiện. Bây giờ mình sẽ xuống khu vực spa để mình chụp hình với bộ outfit này. Một trong những điều mà Lindsay thích ở khách sạn này đó là ở đây có cả body lotion luôn nè mọi người. Còn bên đây là nước rửa tay và ở trong đây thì có dầu gội, dầu xả và dầu tắm. Sản phẩm phân phối ở bên spa luôn nên là chất lượng rất là tốt. Một điều nữa mà mình rất thích đó là
lúc mà các bạn dọn phòng á thì sẽ thay nước ở đầu giường cho mình luôn. Mình thấy điều này rất là tinh tế. Wow, ngày hôm nay trộm vía nắng đẹp quá nè mọi người. Thích 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 thích. Cây dừa quá trời trái luôn. Bây giờ mình sẽ nhờ Dương quay outfit. Rồi, hai bác. Ok, sau khi chụp hình xong thì tụi mình bây giờ sẽ lên phòng để Lindsay thay đồ đi ăn sáng. Sau đó mình sẽ đi spa và mình sẽ lên xe về lại Sài Gòn. Hôm nay thì tụi mình sẽ đi spa ở bên The Grand nên là bây giờ tụi mình sẽ qua bên đó ăn sáng luôn. Wow, resort này ở rất là thích luôn á mọi người. Và điều mà Lindsay ấn tượng nhất khi mà Lindsay ở đây đó là service. Thật sự là mình đã đi qua khá là nhiều resort rồi, nhưng mà không phải là resort nào đẹp và 5 sao thì cũng sẽ có service tốt. Thì Lindsay thấy là các bạn ở đây rất là tận tình. Từ những cái chi tiết rất là nhỏ, nó tạo nên cái sự tinh tế đó mọi người. Nên đó là điều mình rất là ấn tượng và mình rất là thích ở đây. Bên cạnh cảnh đẹp, for sure. Nhà hàng này là cái nhà hàng hôm đầu tiên mình tới mình ăn nè. Bên này rõ hơn nè. Wow, lần này đi biển á, mình rất là vui. Tại vì đây có lẽ là cái lúc mà mình thích cái body của mình nhất. Tại vì đợt vừa rồi Lindsay tập pickleball và Lindsay tập thể dục khá là nhiều. Mọi người ơi, hồi nãy lúc mà mình xuống nhà hàng á, thì ở đây là buffet sáng đóng cửa lúc 10:30. Mà 10:30 mình mới tới nên là mình không kịp ăn sáng. Và các bạn nhân viên lúc đó là đang dọn hết đồ ăn rồi. Thì mình mới nói với bạn nhân viên ở đây á, là có thể hỗ trợ cho mình ăn trưa luôn được không? Thì bạn đó nói là bếp thường là 11:30 mới làm đồ ăn trưa. Mà ngày hôm nay á, thì mình có lịch làm spa lúc 12:00. Mình sợ không kịp nên là bạn đó đã vào hỏi bếp để mà có thể hỗ trợ lên đồ ăn sớm hơn cho tụi mình. Và bây giờ thì tụi mình đã có đồ ăn rồi, bây giờ là 11:00 hơn. Cảm ơn các bạn nhân viên ở Isora cũng như là The Grand đã hỗ trợ tụi mình rất là nhiệt tình. Bây giờ mình sẽ ăn đây, mình sẽ quay cho mọi người xem đồ ăn ngày hôm nay của tụi mình có gì nhé. Món đầu tiên của tụi mình là cánh gà. Đây là cánh gà chiên bơ tỏi. Yummy. Ở đây mình có canh chua, cá bớp. Và đây là món đặc biệt của tháng nè mọi người. Đây là sườn cốt lết ăn với bò lá lốt. Và cái này là bánh hỏi. Mời mời. Thơm quá. Đáp cụ. Mình đang ở tòa Intercon. Cái này nó sẽ đọc. Ok. Wow. Đây là đường để đi lên spa. Wow, spa đẹp quá nè. Chỉ có đặt hẹn lúc 12:00 cho 3 người á. Lindsay. Như ở bên kia có bán đồ. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong để làm spa. Wow. Ô, xinh nhở. Ở trong đây có cái hot tub nữa nè. Chill quá vậy. Ngày hôm nay Lindsay làm da mặt, còn chị Gấu làm massage body.
thì lịch trình của Lindsay thấy rất là relax. Lúc nãy mình xém ngủ một giấc, nhìn xong cái mình nhớ ra là mình phải quay vlog. Xong mình vừa nhắm mắt vừa giơ máy lên quay cho mọi người. Ok, chị thấy sao? Trời ơi, chị đã rồi luôn á. Nghe giọng là biết là do có một giấc đó là rất là phê, rất là sảng khoái. Ở đây tay nghề rất là ok nha. Mấy bạn cũng chăm sóc và làm mọi thứ theo ý mình rất là đã. Ok. Mấy shop quần áo cũng dễ thương quá nè mọi người. Trong đây có bán quần áo với lại đồ bơi nữa. Wow, so cute. Wow, có đồ Nike luôn. Wow, có casino kìa. Đây là nhà hàng tối hôm qua mình ăn nè. Ồ, đây ban ngày đẹp quá nè. Đẹp ha. Buổi sáng đẹp ghê luôn á. Hôm qua buổi tối cũng đẹp mà buổi sáng đẹp hơn. Bây giờ tụi mình đợi xe để về lại Isora. Về với cuộc sống đời thực. Về với thực tại đó. Tôi ở trên thiên đường một thời gian rồi thì cũng về với thực tại đây. Em ăn cái gì đó? Rau mì. Ô, xinh nhỏ. Bây giờ tụi mình sẽ đợi xe để về Sài Gòn. Không, vẫn còn. Vẫn vậy hả? Thôi mình tận hưởng khung cảnh này trước khi về lại Sài Gòn. Trời ơi, xe bus đông quá nên là tụi mình bị nhét ra đằng sau mọi người à. Buồn cười nên là bốn đứa nhét nhau ở đây. Mình đã về tới Sài Gòn rồi nè. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem. Tụi mình trở lại với thực tại đó. Bye. Thinking of you, thinking of you.